với ấn tượng. Khách mời này là một cái người rất là ấn tượng là vì sao? Rất tiếc là anh ấy không có được đề cử trong cái hạng mục, nhưng mà chúng tôi chắc chắn là anh bước ra sân khấu, anh làm cho mọi thứ trở nên lu mờ. Rồi tôi biết rồi. Anh làm về ánh sáng à? Đúng rồi, chuyên về kỹ thuật điện. Dạ thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chàng trai có thể hát được rất là nhiều giọng của những ca sĩ nổi tiếng. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Mai Quốc Việt. Xin cảm ơn nghệ sĩ Xuân Bắc và xin cảm ơn giáo sư Xuân. Ngầm một kín trong
chẳng thấy đâu. Chiến tranh để làm gì? Giết nhau để làm gì? Nát tan xác xơ chẳng còn gì. Chúng ta đã xây những nấm mồ. Tôi vẫn thường mơ đến một ngày bóng ma chiến tranh sẽ lùi tàn.